Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã hiểu rằng là chỉ số chống nắng càng cao thì càng tốt cho da. Thoa nhiều lớp kem chống nắng thì giúp cộng gộp được cái tác dụng bảo vệ da. Và các cái sản phẩm bôi ngoài da thì cung cấp được collagen cho da. Và dầu khoáng thì có hại cho da, bao bì mỹ phẩm thì không có ý nghĩa gì. Thì những cái thắc mắc này được gửi tới Thủy Mộc Spa và sẽ được Thủy Mộc Spa giải đáp ngay trong video dưới đây. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da của Thủy Mộc Spa. Chúng tôi làm những video này để chia sẻ kiến thức về chăm sóc và bảo vệ da, giúp chị em phụ nữ ngày càng đẹp hơn. Hôm nay, Thủy Mộc Spa sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những sai lầm về chăm sóc da cho các bạn. Các bạn thân mến, ngày nay, các cái chuyên gia chăm sóc da lẫn người tiêu dùng đều đang được tiếp cận bởi quá nhiều nguồn thông tin về các phương pháp chăm sóc da, khoa học và sức khỏe làn da từ các cái phương tiện truyền thông. Các nhà sản xuất cũng như số lượng các cái chuyên gia da liễu đang gia tăng không ngừng. Thì tích cực tìm hiểu và trau dồi kiến thức là một điều tốt, tuy nhiên chúng ta cần tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề trên một phương diện thực tế, khách quan và khoa học để có những sự lựa chọn sản phẩm cũng như cái chế độ chăm sóc da một cách hợp lý và an toàn, mang lại hiệu quả mong muốn. Dưới đây là một số sai lầm thường gặp trong lĩnh vực chăm sóc da hiện nay và Thủy Mộc Spa đã tìm hiểu và sẽ chia sẻ cùng các bạn như sau. Thứ nhất, là chỉ số SPF trong sản phẩm chống nắng càng cao thì càng tốt cho da. Thì với một cái sản phẩm chống nắng SPF càng cao thì đồng nghĩa với cái lượng hoạt chất chống nắng càng nhiều, từ đó làm tăng nguy cơ kích ứng da. Cái thể chất dầu càng nhiều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông sinh mụn, nhất là trong chống nắng hóa học. Hơn nữa, cái sự chênh lệch về tác dụng bảo vệ da giữa các cái chỉ số chống nắng SPF gần như là không nhiều. Ví dụ như là SPF 30 chỉ nhỉnh hơn SPF 15 khoảng 2% về khả năng bảo vệ da. Và SPF 40 chỉ nhỉnh hơn SPF 30 khoảng 1%. Thì cái kem chống nắng sẽ nên được thoa lại sau mỗi từ 2,5 đến 3 giờ đồng hồ. Thứ hai là thoa chồng nhiều lớp sản phẩm có SPF lên da giúp cộng gộp tác dụng bảo vệ da. Thì cái khả năng bảo vệ da chỉ tăng lên khi bạn sử dụng cái sản phẩm chống nắng có SPF cao hơn thôi. Ví dụ như bạn thoa chồng các lớp kem như sau: kem dưỡng ẩm có chỉ số chống nắng là SPF 15, tiếp theo là lớp kem nền BB có tác dụng chống nắng là SPF 10 và cái lớp chống nắng của bạn, kem chống nắng ấy, là SPF 20. Thì bạn thấy ba cái loại kem này tổng cộng 3 lớp vào thì nó là 45 đúng không ạ? Nhưng cái ba cái lớp kem này nó không bao giờ mang lại cái tác dụng chống nắng của một tuýp kem chống nắng SPF 45 được đâu. Thứ ba, đó là các cái sản phẩm thoa ngoài chứa collagen có khả năng cung cấp được collagen cho da. Thì điều này vẫn chưa đủ các cái bằng chứng thực nghiệm khách quan cho thấy rằng cái việc thoa ngoài collagen và elastin có thể đưa các cái thành phần này thâm nhập sâu vào lớp trung bì ngay cả khi chúng được điều chế ở kích thước phân tử nano, tức là cái phân tử rất là nhỏ. Chúng có thể giữ ẩm cho lớp biểu bì, còn việc bổ sung collagen có lẽ chỉ mang hiệu quả thuyết phục với phương pháp tiêm vào bên trong da mà thôi. Thứ tư là dầu khoáng có hại cho da. Thì cái dầu khoáng dùng trong mỹ phẩm ngày nay là một bước phát triển xa của dầu khoáng công nghiệp trước đây. Nó là một thành phần rất là hiệu quả trong việc giúp loại bỏ dầu nhờn dư thừa trên da. Dầu khoáng có cái công thức được thiết kế để sử dụng cho việc chăm sóc da có trọng lượng phân tử hoàn toàn khác, không hề gây hại cho da hay làm bít tắc lỗ chân lông nữa đâu. Và khi được kết hợp với kaolin và đất sét, nó sẽ tạo thành một loại cốc tai giúp kiểm soát dầu nhờn trên da cực kỳ tốt. Thứ năm là cái chất bảo quản trong các cái sản phẩm chăm sóc da hoàn toàn không tốt. Thì các cái chất bảo quản nó sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm và các vi sinh vật khác, vốn không chỉ làm giảm đi cái tính hiệu quả và làm hỏng sản phẩm, mà nó còn có cái cơ hội để tiếp xúc sinh sản và nảy nở trên da. Mặc dù có những lo ngại về việc sử dụng paraben, nhưng các nghiên cứu không kết luận một cách chắc chắn rằng việc bôi ngoài da có thể gây tích tụ độc hại tiềm ẩn hay không. Thì cái paraben nó được tìm thấy rất nhiều trong tự nhiên, ví dụ như nhiều loại trái cây, rau củ quả, dâu tây là một nguồn tự nhiên giàu paraben. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn, sâu hơn về vấn đề này nữa. Và thứ sáu, thì bao bì không có ý nghĩa quan trọng lắm cho cái sản phẩm. Các bạn biết không, bao bì các loại mỹ phẩm thì cực kỳ quan trọng, không phải vì lý do thẩm mỹ mà còn để bảo vệ hiệu quả tác dụng của các thành phần trong sản phẩm. Hy vọng là với những giải đáp vừa rồi của Thủy Mộc Spa sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về kiến thức chăm sóc da cũng như các cái sản phẩm chăm sóc da để các bạn luôn luôn có một làn da đẹp.
Nếu bạn thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy để lại cho Thủy Mộc Spa một like và đăng ký kênh của Thủy Mộc Spa để chúng ta được gặp nhau mỗi ngày nhé. Xin thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.